Trong khi đó, giá heo hơi trên cả nước trong tuần qua đã nhích lên đúng như dự báo. Tuy nhiên, thì mức tăng nhẹ và thị trường vẫn còn đang nghe ngóng tình hình từ việc heo chết do tiêm vaccine. Giá heo hơi ngày hôm nay 27 tháng 8 đồng loạt đi ngang tại nhiều tỉnh thành tại miền Bắc. Giá heo hơi ở các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Cụ thể là Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội tiếp tục thu mua trong khoảng từ 68.000 đến 70.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay đồng loạt đứng yên. Giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay cũng đứng so với ngày hôm qua. Mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg ghi nhận tại hai tỉnh Tây Ninh và Cà Mau. Theo nhận định của các chuyên gia lĩnh vực chăn nuôi, sức mua trên thị trường trong thời gian tới có dấu hiệu tăng sau khi kết thúc tháng ăn chay và các bếp ăn tập thể hoạt động trở lại. Vì vậy, giá heo hơi trên thị trường sẽ biến động theo chiều hướng tăng từ đây đến cuối năm. Tuy nhiên, mức tăng trong biên độ vừa phải.